Chương 621, chư giáo thỉnh tội. Đương nhiên có thể, vốn dĩ chính là cho ngươi. Tào Ngụy rộng rãi mở miệng, tuy rằng Quảng thành nói thiên địa nói quả đối tu sĩ không hề hại, nhưng không biết vì sao Tào Ngụy tâm sinh kháng cự, tự nhiên là sẽ không dùng. Quảng thành được đến nhận lời càng là kinh hỉ không thôi, liền kém cấp Tào Ngụy tới cái ái ôm một cái, nhưng hắn không dám, sợ Tào Ngụy trừng mắt đem hắn ném vào phạn ma cửu long ấn ảo cảnh. Khi thống khổ Quảng thành đời này đều không nghĩ trải qua lần thứ hai. Vĩnh sinh khó quên, vừa nhớ tới liền phía sau lưng lạnh cả người. Có người tới. Người tới không ở số ít. Đột nhiên, Quảng Thành cùng thần vượng thần sắc biến đổi, cơ hồ đồng thời mở miệng, tào ngụy mắt trái hồng mang chớp động, hướng tới nơi xa nhìn lại. Quả nhiên, có rất nhiều tu sĩ đạp không mà đến, các hơi thở trầm ổn, giống như nội liễm thuốc nổ, lệnh nhân sinh sợ, những người này đều là thần đạo sinh linh, lần này cùng nhau mà đến, khí thế kinh người. Thần vượng đại rừng rậm yêu thú đều ngủ đông không ra, bị này cổ kinh khủng vi thế dọa tới rồi, trừ bỏ thần vượng, khu rừng này yêu thú mạnh nhất cũng bất quá vệ hồn thú cái này trình tự, căn bản vô pháp lay động thần linh, khi đại biểu một cấp bậc, vô pháp vượt qua. Vì nói quả mà đến. Tào Ngụy thần sắc ngưng trọng, không biết những người này người tới ý gì. Nhưng giờ này khắc này đã không thể ngồi yên không nhìn đến, Tào Ngụy cùng quản thành rời đi động phủ, liền đứng ở thần vượng trước người, chờ đợi thượng trăm tên thần đạo sinh linh buông xuống. Bọn họ không sợ, phía sau vị này chính là thật đánh thật tam tài thần cảnh rừng rậm phi hành các phái tu sĩ mỗi người thần sắc ngưng trọng, hiện giờ đã qua cửu thiên thời gian, thần vượng ngủ đông không ra, bọn họ đáy lòng không đế, những người này trung bao gồm lăng thiên tông cùng thanh thiên tông tứ đại tông môn, bọn họ sợ bị thần vượng thanh toán, lúc này đây thế nhưng có tam tài thần linh đi theo, bọn họ phải cho thần vượng một công đạo, miễn cho ngày sau họa cập tông môn. Thần vượng đại rừng rậm vạn năm trước bị nhân đạo minh lai lịch, hiện giờ kia đầu thần vượng thế nhưng còn sống, cái này làm cho thế nhân kinh tủng phải biết rằng trong lúc này những cái đó vãn với thần vượng bước vào tam tài thần cảnh tu sĩ nhưng đều thọ nguyên hao hết, sớm đã tọa hóa nhiều năm. Thần vượng tỷ thế không ra, lại với vạn tái lúc sau cấp thế nhân một cái vào đầu chày gỗ, này lệnh người bừng tỉnh, biết rõ cái này sinh linh đáng sợ, hắn thọ nguyên gia tăng, vô cùng có khả năng bán ra kia một bước. Cho nên, chư giáo cùng nhau mà đến, không vì mặt khác, chỉ vì thỉnh tội. Này đó giáo đình lấy tứ đại tông môn cầm đầu, bởi vì bọn họ là cửu thiên trước chủ yếu xâm nhập giả, hơn nữa mưu đồ gây rối, hiện giờ muốn tới cửa thỉnh tội. Đến nỗi thế lực khác, có rất nhiều vì mượn sức kỳ hảo. Nhưng trước mặt mọi người người tiếp cận khe, hơn nữa dừng ở trong đó khi, bọn họ thần sắc không cấm có chút biến hóa. Thần vượng trước người, có lưỡng đạo bóng người. Bọn họ thực xa lạ, không ai nhận được. Thần vượng liền ngồi ở bọn họ phía sau, xem này bộ dáng, thế nhưng mang theo kính ý. Đây là có chuyện gì? Này hai người chẳng lẽ có kinh người lai lịch không thành, thế nhưng làm thần vượng như vậy thần sắc khe trung ương vết máu còn chưa tan đi, kia đều là thần huyết, dù cho thân chết, thần huyết cũng sẽ không một sớm khô kiệt, này đã thuyết minh vấn đề. Ngày đó thần vượng bạo nộ, là thật sự. Nhân tộc, tới ta lãnh địa chẳng lẽ là vì trả thù mà đến. Thần vượng ánh mắt bình tĩnh, có thần quan bắn ra, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, có lẽ mặt khác thần linh còn vô pháp cảm giác, nhưng tứ đại tông môn tam tài thần linh lại thần sắc kịch biến. Này đầu thần vượng công đào tạo sâu hóa, đã ở tam tài đỉnh, hiện giờ khí huyết tăng lên thọ nguyên lại tăng, vô cùng có khả năng bán ra kia một bước. kia chính là làm cho cả Trung Châu đều run rẩy tồn tại, ai dám trêu chọc. Đừng nói trả thù, ngày sau gặp mặt chỉ sợ đều đến đường vòng. Tiền bối. Ta chờ không dám, hôm nay tới đây chỉ vì thỉnh tội, trước chút thời gian môn trung vãn bối vô lễ, mạo phạm tiền bối, hôm nay ta chờ cùng nhau mà đến, chỉ vì thỉnh tội, còn thỉnh tiền bối đại nhân đại lượng, không so đo hiềm thích trước đây. Lăng Thiên Tông thỉnh tội. Thanh Thiên Môn thỉnh tội. Thần Thú Tông thỉnh tội nói hoành tông thỉnh tội. Trong lúc nhất thời, bốn gã tam tài thần linh tiếng la rung trời, lệnh nhân khí huyết quay cùng, nhưng thành kính chi ý đã đề hiện, cái này làm cho tào ngụy có chút táp lưỡi. Cũng khó trách này đó tông môn có thể dừng chân Trung Châu, biết tiếng thối, hiểu sĩ nhục, đây là dừng chân căn bản, làm cho bọn họ sẽ không dễ dàng trêu chọc đến khủng bố tồn tại. Thần vượng vốn là vô tâm hướng ác, hiện giờ chưa giáo cùng nhau mà đến chỉ vì thỉnh tội, thế nhưng làm nó tâm sinh ấy nấy chi ý. Thần vượng cảm xúc bị tào ngụy cảm giác đến, nó không có tiếp xúc ra tu sĩ tự nhiên không biết nhân tâm hiểm ác, nhưng Tào Ngụy lại rõ ràng, hắn lập tức truyền âm nhắc nhở. Thần vượng trong lòng rùng mình, mặt vô biểu tình nói, bổn tọa vô tình hành ác, ngươi chờ như vậy rời đi, chớ có quấy rầy bổn tọa thanh tu. Chư giáo hoảng sợ, thần vượng ngữ khí lạnh băng, chẳng lẽ là còn trong lòng có oán? Có người luống cuốn. Tiền bối chớ có như thế, đều là này cảnh tu sĩ ta chờ tự biết tiền bối không dễ, nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh tiền bối chớ có ghét bỏ bốn gã tam tài thần linh rắc quan huy tức khắc hóa thành một đống lớn thiên tài địa bảo tuy không quý báu lại cũng thưa thớt tâm ý ta lãnh lặp lại lần nữa ta không mừng làm ầm ĩ chư vị về sớm đi thần vượng mở miệng lại lần nữa cự tuyệt bất quá nó cũng không sát ý cái này làm cho bốn người đáy lòng buông lỏng có lẽ thần vượng thật là bị người quấy rầy mới bạo tẩu khiển trách rốt cuộc nó cũng thả chạy ông trang đám người xem ra thần vượng phi ác mọi người đáy lòng buông lỏng bất quá thần vượng không thu thỉnh tội chi lễ là thật lệnh người bất đắc dĩ những cái đó muốn kỳ hảo tông môn cũng coi như là đến không, bất quá quyền đương hỗn cái quen mắt, ngày sau hẳn là cũng không đến mức xé rách da mặt. Mấy phen nói chuyện với nhau mọi người cũng hiểu biết thần vượng tính nết, cũng không ở lại lâu, muốn ly khai. Nhưng bốn gã tam tài thần linh lại giữ lại, bọn họ không nhận biết tàu ngụy quảng thành, cảm thấy này hai người trên người có đại bí mật. Thần vượng thấy có người nhìn trộm tàu ngụy, lập tức trong mắt thần mang chấp động, cảnh cáo nói, người này với ta có ân, lại vọng động tâm tư, liền lưu lại đi. Bất đồng với trước vài lần, lần này thần vượng thật sự nổi giận ánh mắt khép mở gian có lửa giận phun trào cái này làm cho bốn người trong lòng hoảng sợ bọn họ vội vàng thoáng nhìn tàu ngụy quảng thành nhớ kỹ hai người dung mạo sau bay nhanh rời đi bất quá những cái đó thiên tài địa bảo bọn họ vẫn là giữ lại rời đi rừng rậm thời điểm bốn người nhanh chóng chia lìa từng người hướng tới một phương chạy đi nhưng hiển nhiên bọn họ tâm thần không yên khi hai gã hình người sinh linh rốt cuộc ra sao địa vị thế nhưng làm thần vượng như thế coi trọng hiển nhiên khi hai người là thần vượng điểm mấu chốt đây là bốn gã tam tài thần linh đến ra kết luận, kết quả này thật đáng sợ, nhưng cũng chân thật vô cùng. Bọn họ muốn đem tin tức này truyền lại hồi tông môn, miễn cho đồ sinh mầm tai họa. Đa tạ. Tào Ngụy nhấp nhấp miệng, tự nhiên biết thần vượng đơn giản một câu sẽ làm hắn tỉnh đi rất nhiều sức lực. Ta đương vì ngươi hộ đạo, thả nhân xưng ngươi vì đại nhân. Thần vượng được đến chí tôn điện phủ gợi ý, liền cùng lúc trước thiên tư giống nhau, phải vì Tào Ngụy hộ đạo. Quản Thành khiếp sợ, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa làm minh bạch tào ngụy cùng thần vượng chi gian quan hệ nhưng này một tiếng đại nhân lại đại biểu quá nhiều quá nhiều một người sắp bán ra kia một bức tam tài thần linh xưng một người thánh tôn thiếu niên đại nhân nếu là truyền ra đi chẳng phải là đến kinh rớt một đám người cầm chương 622, tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế tào ngụy há miệng thở dốc cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói ra chí tôn điện phủ rốt cuộc cho thần vượng cái gì dẫn dắt tào ngụy không thể hiểu hết nhưng xem ra rất là quan trọng nếu không đường đường tam tài thần linh sao có thể không lưng uống gối xưng hô một người thánh tôn đại nhân quá không thể tưởng tượng tào ngụy hất hất đầu đơn giản không hề nghĩ lại chờ vô danh cổ kinh thượng sở hữu cổ tự đều sáng lên tới sau hết thảy đều đem rõ ràng tào ngụy cũng không sốt ruột những việc này không phải sốt ruột là có thể giải quyết tào ngụy phải đi thần vượng vội vàng nói còn thỉnh đại nhân lưu lại một mặt ấn ký ngày sau đại nhân gặp nạn khi bên ta nhưng trực tiếp buông xuống cũng thế tào ngụy nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không tệ lắm cũng không có cự tuyệt Tào Ngụy cùng Quảng Thành rời đi thần vượng đại rừng rậm, khiến cho oanh động, bị thần vượng quan tâm tu sĩ đi ra, hai người bọn họ hơi thở bị người thử đến ra kết luận, đều là nhân tộc. Có lẽ có thiên đại lai lịch, không thể trêu chọc. Có nhân đạo ra như vậy một phen lời nói sau liền rời đi hồi thủy thành, hắn yêu cầu hướng tông môn bẩm báo những việc này, thần vượng đại rừng rậm sự hoàn toàn ở Trung Châu tản ra. Một gian đại khách sạn nội, bởi vì Tào Ngụy Quảng Thành đã đến đưa tới rất nhiều tu sĩ, bất quá những người này đều đứng xa xa nhìn, cũng không dám tới gần, có người tưởng bắt chuyện lại vẫn là nhịn không được, bọn họ không hiểu biết Tào Ngụy, không biết hắn tính tình, không dám tùy ý tới gần. Thế nhân cùng Tào Ngụy quản thành chi gian cách hồng câu, phản phất hai cái thế giới người, Tào Ngụy đối này cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, hắn chui vào một gian trong phòng, đem đãi non nửa tháng y tiểu hồ tiên nhi phóng ra. Quản thành ngồi sổng ngồi một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Tào Ngụy, chúng ta lại về rồi. Y tiểu biết nơi này không phải thần vượng đại rừng rậm, nàng rụt rụt đầu, có chút nghĩ mà sợ. Hồ Tiên Nhi cũng là, thiên nhất các người muốn sát tào ngụy các nàng suýt nữa bị lan đến giải quyết xong thiên nhất các lại đi ngươi gia tộc tào ngụy nói làm hồ tiên nhi an tâm không ít bọn họ hai người thực mau liền rời đi không bao lâu một cái đầu đường nổ tung nồi thiên nhất các nhãn hiệu lâu đời phường bị người tạp ra tay người nọ đúng là gần nhất pha chịu tranh luận tào ngụy quảng thành thờ ơ lạnh nhạt nhìn bị tào ngụy kéo ra tới vài tên thánh nhân đỉnh cũng không ngôn ngữ tào ngụy muốn lập uy những người này hiển nhiên không đủ xem tên kia thanh niên ra sao lai lịch tê liệt ngã xuống trên mặt đất thánh nhân không dám phản kháng hắn kinh tủng không thôi trước mặt này nam tử dù chưa thánh tôn lại có trấn áp thánh nhân chi uy làm hắn sợ hãi thánh nhân thánh tôn đều là nhân đạo lĩnh vực cường giả bọn họ khác nhau không lớn cũng có thể nói chỉ kém một bước xa có người bước qua kia đạo khảm đó là hoàn toàn đứng ở nhân đạo đỉnh như là thần vương lão kẻ điên đám người bể nghệ cửu châu tiên có người địch nhưng rất nhiều người lại trước sau mãi bất quá đi ở tiếng giai thánh tôn khi sở lựa chọn đạo pháp quyết định bọn họ có thể đi bao xa đây cũng là quyết định bọn họ có không đứng ở nhân đạo đỉnh. Mọi việc bán ra này một bước tu sĩ đó là chân chính siêu phàm thoát tục, hoàn toàn áp đảo thánh tôn phía trên, hai người hồng câu to lớn, giống như nhân đạo cùng thần đạo trên lệch. Quá lớn. Đây cũng là tên này thánh nhân kinh tủng duyên cớ, lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chầm hắn tên này nam tử thế nhưng làm lơ kia tầng công cùng xiên xích, đem hắn trấn áp vô pháp phản kháng. Quả thật nghịch thiên, lệnh người run rẩy. Loại này thiên tài, toàn bộ bắc hoang đều không thấy, chúng ta chỉ là lăng thiên tông hạ bộ hết thảy hành vi đều đến nghe theo các chủ cùng thiếu tông chủ người nọ thỏa hiệp toàn bộ thác ra thiếu tông chủ danh kiều sầm các chủ hoa trĩ hiện giờ đã nhích người đi trước tây vực tào ngụy biết người này trong miệng tây vực cũng không phải cái kia tây vực chỉ vì trung châu thật sự quá lớn lúc này mới có tây bộ khu vực phân chia mọi người thông thường trở thành tiểu tây vực tiểu tây vực chiếm cứ tứ đại siêu cấp tông môn trùng hợp chính là tào ngụy hiểu biết đến kia bốn gia mỹ tộc tổng bộ liền ở tiểu tây vực Hiểu biết Hồ Tiên Nhi gia sự quản thành ở một bên truyền âm, Tào Ngụy nhịn không được cười lên một tiếng, vừa lúc cùng giải quyết. Tào Ngụy cũng không có khó xử tên này thánh nhân, rốt cuộc bọn họ chỉ là bị người lợi dụng, thân bất do kỹ, bọn họ chi gian cũng không có ân oán. Tào Ngụy từ trước đến nay ân oán phân minh, sẽ không liên lụy vô tội người. Bốn người lên đường, khởi hành tiểu Tây vực, rất nhiều người đều im lặng, nhìn chầm chầm đột một xuất hiện Hồ Tiên Nhi y tiểu không được này giải, nhưng vẫn là có người nhận ra tới. Đó là một người thần đạo sinh linh, hắn cùng mị tộc có lớn lao liên hệ. Hồ Tiên Nhi, nghe nói là mị linh thân thể, bởi vì một ít việc đi trước Nam Vực. Nam Vực, mọi người nhíu mày, người thanh niên này đến từ kia chỗ hoang dã nơi. Rất nhiều người dần dần sáng tỏ, Tào Ngụy có lẽ mới là chân chính kẻ thần bí, bị tam tài thần linh quan tâm, lại có độ một cường giả đi theo, hắn lai lịch chỉ sợ đại dọa người. Đi ra. Tiểu Tây Vực các nơi đều có các công môn nhãn tuyến, tự Tào Ngụy bước vào không gian thông đạo, mượn truyền tống trận sau khi rời đi, nháy mắt có gia tộc thế lực động lên. Bọn họ thế lực khổng lồ, thực mau liền sưu tập tới rồi quan trọng tin tức. Này đó tin tức làm cho bọn họ chấn động không thôi. Phong bình ngoài thành vượt sông bằng sức mạnh nhị kiếp, hố sát mấy vạn tu sĩ. Phong nguyệt cổ tích hư hư thực thực có đại biến cố phát sinh, vì sao những người đó không dám nhiều lời. Thượng trăm vạn tu sĩ bị trấn áp, người này độc lập. Có thần bí ra tay, từng có đại nhân vật buông xuống Nam vực. Ta chờ vì sao không biết. Chư thiên bị ngăn cách, căn nguyên liền ở Nam vực càng ngày càng nhiều tin tức tình báo bị sưu tập lên, tàu ngụy ở Nam vực hành tung cũng càng thêm rõ ràng, ở nhận tri càng sâu sau, mọi người trong lòng chấn động cũng càng thêm thật lớn. Bắc Hoang bị thần bí lực lượng ngăn cách với chư thiên ở ngoài, này ở lúc ấy ban động toàn bộ Trung Châu, nhưng cũng không có người biết vấn đề ra ở nơi nào, thẳng đến hôm nay, có mê lời giải trong đề bài khai. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này cùng tàu ngụy thoát không khai giặc. Hắn người mang thần pháp, nhưng nháy mắt vượt qua gông cùng xiền xích, đến thần đạo lĩnh vực ngày đó có đại thần thông buông xuống trăm vạn tu sĩ bái phục chỉ có người này độc lập với hư không không dao động t hắn đến quá tây vực từng tiến vào quá biển cắt hơn nữa đi ra tam tộc thế chân vạc thế cục bị phá phong gia ngã xuống trời nhà phát sinh quá lớn náo động liên lụy mấy vạn tu sĩ trung châu tu sĩ hoàn toàn sợ ngây người bọn họ từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm cũng không chú ý mặt khác bốn vực việc hiện giờ bởi vì tàu ngụy xuất hiện không thể không đi tra xét này một tra lại làm người sởn tóc gáy cơ hồ hắn mỗi đến một chỗ, nơi đó liền sẽ ứng kiếp, có đại biến cố phát sinh. Hiện giờ hơn nửa thần vượng đại trong rừng rậm hắn xuất hiện quá thân ảnh, mọi người không thể không đem chuyện này liên tưởng đến hắn trên người. Này quả thực quá khủng bố. Một người thánh tôn tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ muốn tiên thiên. Hắn là tuyệt thế thiên tài, quan hoa cái quá trung châu sở hữu tuổi trẻ một thế hệ. Tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế. Không ngừng tiểu tây vực, tin tức này lan đến thực mau, ở tàu ngụy tiến vào không gian thông đạo này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn đại danh cơ hồ truyền khắp Trung Châu. Hắn danh bị người coi là đương đại mạnh nhất thiên tài, không ai biết này rốt cuộc là ở khen tặng kia đầu thần vượng, vẫn là thật sự phát ra từ nội tâm tán thưởng. Nhưng không hề nghi ngờ, một người tuyệt thế thiên tài thật sự ngang trời xuất thế, xuất hiện ở toàn bộ Trung Châu tu sĩ trong mắt. Chương 623, Thiên Kiêu Như Mây Tào Ngụy cũng không biết này ngắn ngủn mấy ngày thời gian hắn liền quy danh truyền xa. Này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Tào Ngụy đám người cũng không chi tình nhưng đều là tây vực đi ra ly nạc thiến cùng đạm đài nguyệt lại khiếp sợ không thôi tào ngụy lúc này mới vừa tới trung châu mấy ngày liền gặp phải như vậy sự thực sự làm nàng hai người có chút khiếp sợ các nàng cho rằng trung châu thiên tài vô số dù cho tào ngụy ở nam vực tây vực biểu hiện làm người khiếp sợ nhưng loại tình huống này cũng không sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống nhưng các nàng đều bị vả mặt quả thật là minh châu phủ bụi trần hôm nay nhìn thấy sáng rọi lại chiếu sáng trung châu có người thở dài là một người siêu cấp gia tộc đại nhân vật, Nam vực Tây vực từng phát sinh quá vài lần đại sự, bọn họ lại không có chủ động điều tra, nếu sớm chút phát giác, hơn nữa đem tàu ngụy nạp vào môn hạ, thực lực của bọn họ chắc chắn càng cường một bậc. Nhưng là thực mau, khác thường thanh âm truyền đến, là một người người trẻ tuổi theo như lời. Bất quá là hoang dã khu vực đi ra hạ đẳng sinh linh, há có thể cùng ta chờ giao phong. Đây là Trung Châu trung tâm khu vực một người chân chính thiên kiêu, hắn phóng đẳng không kềm chế được, căn bản không đem tàu ngụy để vào mắt. Có người nhận ra người này, hắn là trung tâm khu vực, đồng sự, truyền nhân, tu đạo bất quá 50 năm liền đặt chân thần đạo, là một người đáng sợ thiên nguyên cảnh cường giả, lệnh rất nhiều thế hệ trước tu sĩ hổ thẹn không bằng, áp trung châu trẻ tuổi không thở nổi. Hắn kêu hỏa vô song, thực lực cường đại, là một người thiên kiêu. Hắn không đem tào ngụy để vào mắt, chỉ vì hắn có cái này tư bản, nhân đạo cùng thần đạo trên lệch thật sự quá lớn, rất nhiều người đều tán đồng hắn, lại cũng không dám nắc tội tào ngụy, vì vậy không người viện thanh, không khí nặng nề. Không bao lâu, trung tâm khu vực có người thiên kiêu thả ra tàn những lời nói. Thần nhân trên lệch đại nếu lạch trời hồng câu, hắn không đủ vì nói, nếu dám hiện thân, tất trảm chi. Thế nhân khiếp sợ, người này bối cảnh dọa người, nghe nói đến từ thần bí thiên xà thánh sơn, sau lưng có thủ đoạn thông thiên đại nhân vật dẫn đường, một đường hát vang tiếng mạnh, so với hỏa vô song mơ hồ còn áp một đầu. Hắn là quyền vân, nghe nói nhất chiêu thiên xà thuật khiến cho xuất thân nhập hóa, tu đạo bất quá 40 tái, liền mơ hồ muốn bước vào độ một thần cảnh. Mọi người trầm mặt, hắn đích xác có tư cách nói lời này, tuyên bố muốn chém Tào Ngụy, chính là kia thần vượng xuất thế, chỉ sợ thiên xà thánh địa cũng không sợ mảy may. Trung Châu cường đại đạo thống thật sự quá nhiều. Quả nhiên, không bao lâu, lại có người phát ra tiếng. Tào Ngụy, không nhận biết. Trung Châu là gần sóng thịnh thế, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể nhảy ra tự xưng là thiên tài danh hiệu. Trung Châu trầm mặt, nói chuyện người này tuổi trẻ dọa người, tu vi lại không chút nào rơi xuống, nghe nói tu đạo bất quá 30 tái, Hắn liền đã bước lên thiên nguyên đỉnh, cùng quyền vân nhưng chiến một vài. Lôi Nghĩa, Lôi gia dòng chính truyền nhân, không cần nhiều lời, chỉ là cái này gia tộc, liền lệnh người kính sợ, hắn thật sự quá cường, nhìn chung Trung Châu cũng tiên có người địch. Rất nhiều bị Trung Châu tu sĩ sở biết rõ Thiên Kiêu đều đứng ra phóng lời nói, không ngừng này ba người, còn có mặt khác tuổi trẻ Thiên Kiêu, bọn họ làm lơ Tào Ngụy, nói thẳng Tào Ngụy bất kha một kích, không sợ hắn phía sau thần vượng, kiêu ngạo đến cực điểm. Thật mẹ nó một đám ngốc bứt lão tử lao ra đi đem bọn họ đầu ninh xuống dưới cấp đại nhân đương cầu đá. Quảng Thành nổi giận, bọn họ bốn người vừa tới tiểu Tây Vực không bao lâu liền vẫn luôn nghe đến mấy cái này tin tức, trung tâm khu vực thiên kiêu buông tàn những lời nói bị người dùng ký ức thạch khắc theo nét vẽ ký lục, truyền lưu cực quản, bất quá càng nhiều vẫn là miệng truyền lưu, như vậy sẽ càng mau một ít. Tào Ngụy không gì cảm xúc dao động, đạm nhiên nói, nhân gia nói cũng không gì sai, chúng ta nói lĩnh ngộ tuy mạnh, nhưng còn không có cùng thần đạo sinh linh đã giao thủ, không biết cái này hồng câu rốt cuộc bao lớn. Hồ Tiên Nhi sửng sốt, nhìn Tào Ngụy Bình đạm khuôn mặt trong lòng có chút trung động, thiếu niên này người tưởng ngạnh hám thần đạo lĩnh vực sinh linh. Nàng cảm giác không sai, Tào Ngụy đích xác có một cổ vô địch khí khái, quản hắn tu đạo nhiều ít tái, tu vi bao nhiêu, người đã đến rồi ta liền chém giết, đánh quá làm thịt, đánh không lại trước lưu, dù sao Tào Ngụy cũng không gì nỗi lo về sau, không gian hắc động vừa ra, không phải tam tài thần linh căn bản vô pháp nhìn trộm. Còn nữa nói thần vượng cũng từng âm thầm đã nói với Tào Ngụy, nó lúc trước có thể nhìn đến tào ngụy chỉ là bởi vì da dây cuốn phát ra hơi thở quá mức với mãnh liệt cùng nó tu vi cũng không có quan hệ cho nên tào ngụy suy đoán có lẽ tam tài cảnh căn bản phát hiện không được không gian hắc động tồn tại ta cảm giác tu vi đình trệ đi trước bế quan tào ngụy tiến vào tinh thần giới ở đặt chân thánh công mấy tháng tới nay hắn cơ hồ mỗi lần đều là vượt cấp chiến đấu tới rồi hôm nay đã tùy tay có thể trấn áp thần đạo dưới bất luận cái gì sinh linh không cần tốn nhiều sức này cũng không phải tự phụ mà là Tào Ngụy đối chính mình thiết thân cảm thụ. Hắn tuy là thánh công tu sĩ, lại đã là bước lên nhân đạo đỉnh, so với nhãn hiệu lâu đời thánh nhân đỉnh cường giả, chỉ sợ cường không ngừng linh tinh nửa điểm. Đó là cái hồng câu, thực thật, thật lớn. Lúc trước ở Cửu Châu khi Tào Ngụy đang ở Trảm Linh cảnh liền có thể chém giết trọng thương thần vương, khi chờ công phạt không phải người bình thường có thể so sánh, hơn nữa hiện giờ Tào Ngụy hoàn toàn lột xác, đã không thể dùng thái độ bình thường lý giải. Lưu Ly Nguyên Anh, bảy màu linh lực, thân hóa kiếm đạo, này đó là chứng thực, hết thảy dấu hiệu cho thấy tào ngụy đã cũng đủ cường đại rồi hắn đã đứng ở nhân đạo lĩnh ngộ đỉnh không đường có thể đi chỉ có thể bán ra kia một bước yếu điểm châm hồng hỏa thành tựu thần đạo quả vị tào ngụy bế quan không ra ngăn cách hơi thở quản thành cảm giác không đến tào ngụy đang ở phương nào ngay cả tinh thần giới đều chạm đến không đến trung châu vẫn như cũ không bình tĩnh chẳng sợ qua nửa tháng vẫn như cũ có thiên kiêu nhảy ra khiêu khích tuyên bố tào ngụy bất kham một kích hiện giờ tránh ở tiểu tây vực chỗ tối không dám giúp người ta liền ở chỗ này, chờ hắn tới chiến. Có đang ở tiểu tây vực thiên kiêu phóng lời nói, mọi người kinh ngạc, bởi vì người này có lẽ thật sự cùng tào ngụy có chút nhân quả, hắn là mị tộc vị kia không thế thiên kiêu, nghe nói đã một chân bước vào độ một cảnh, mạnh mẽ vô cùng, tuy không ở trung tâm khu vực, lại cũng sánh vai nơi đó thiên kiêu. Mà đi theo tào ngụy bên người Hồ Tiên Nhi, đồng đại đúng là người này lô đỉnh, dùng mị linh thân thể coi như tu đạo lô đỉnh, mị tộc quả thực có đại tộc khí phách. Lời đồng đại nổi lên bốn phía, Hồ Tiên Nhi ảm đạm thần thương, Quảng Thành phẫn nộ, nếu không phải Tào Ngụy ngăn trở, hắn đã sớm lao ra đi chính tay đâm những cái đó cái gọi là thiên kiêu. Hắn đường đường hắc long dòng chính, không đủ 10 tuổi liền thành tựu thần đạo quả vị, sau nhân thủy long tàn hồn ẩn rất huyết mạch, bị người vứt bỏ, đi tới Bắc Hoang, lại trùng hợp bị vệ thanh trấn ác ngàn năm. Này một ngàn năm hắn tích góp vô tận oán khí, lại nhân không có thân thể mà vô pháp tu luyện, cái này làm cho Quảng Thành phẫn nộ không thôi, hắn thật muốn lao ra đi, làm những cái đó cái gọi là thiên kiêu biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên luận thiên tư, luận thiên phú, quản thành đều nghiền áp những cái đó kêu gào thiên kiêu, mà làm quản thành tự than thở không bằng tào ngụy, lại kỳ thật này đàn thổ gà chó hoang vũ nhục được. Nhà ngươi đại nhân lòng dạ rộng lớn, ngươi nhưng đến cùng hắn học học. Tiếp xúc lâu rồi Hồ Tiên Nhi cũng sẽ nói giỡn, quản thành một nhạc, đột nhiên nở nụ cười. Chương 624, Hóa nói, đệ tứ càng. Tào Ngụy bế quan, quản thành vào không được tinh thần giới, càng không biết Tào Ngụy tiến triển như thế nào, hắn cùng Tào Ngụy chi giang liên hệ cắt đứt. Trung Châu Thiên Kiêu còn ở buông lời hung ác thiệt hại Tào Ngụy, có người thậm chí liền quản thành đều xả đi vào. Đường đường độ một thần linh thế nhưng bảo hộ một người nhân đạo tu sĩ, thật là ném thần linh mặt. Đây là một người thân phận cao dọa người lão tu sĩ, hắn không quen nhìn quản thành đối Tào Ngụy duy mệnh là từ bộ dáng, nhưng càng nhiều lại là ghen ghét, hắn lúc trước cũng coi như là cái thiên tài, rốt cuộc có thể tu đến độ một tu sĩ, cái nào không phải thiên tài. Nhưng chính là hắn như vậy thiên tài, lại vẫn như cũ chưa từng có bậc này đãi ngộ, này đã là thuần túy ghen ghét quản thành đối này không hề phản ứng ném ra một câu ngốc bức sau liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn Tàu ngụy càng là ẩn nhẫn không ra dù cho ở nam vực tây vực hắn đến quá địa phương đều phát sinh gặp đại sự nhưng giờ này khắc này hắn không giả ngoại vật toàn tâm đầu nhập tới rồi khấu quan bên trong những cái đó chửi bới thiệt hại nói liền cùng tiểu hài tử gian đùa dẫn giống nhau không đau không ngứa ngoại giới phong ba dần dần bình ổn đi xuống này đã là nửa tháng sau sự Tàu ngụy vẫn luôn không nói chuyện làm những cái đó thiên kiêu tự biết không thú vị, đã đem Tào Ngụy vứt chi sau đầu. Trung Châu mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, Tào Ngụy cũng dần dần đạm ra mọi người tầm mắt. Đại nhân bế quan nửa tháng, lúc này đây cư nhiên lâu như vậy, chẳng lẽ hắn tưởng lướt qua thánh nhân cảnh, trực tiếp đánh sâu vào thần cảnh. Quả thành nghi hoặc không thôi, nhưng càng thêm cảm thấy cái này suy đoán chân thật tính. Hồ Tiên Nhi nhị nữ có chút giật mình, nàng mở miệng nói, thánh tôn cùng thánh nhân chi gian chênh lệch vốn dĩ liền đại nếu hồng câu, chẳng lẽ thật sự có người có thể lướt qua thánh nhân, hồ tiên nhi cảm thấy đây là không có khả năng sự nếu thật sự đã xảy ra kia sẽ là điên đảo thế nhân nhận tri khủng bố đại sự ta đảo cảm thấy có khả năng quản thành kiên nhẫn giải thích nói thánh tôn cùng thánh nhân khác nhau lớn nhất chính là đối thiên đạo quy tắc hiểu được cùng với chính mình lựa chọn con đường kia thành thuộc độ đại nhân chủ tu kiếm đạo đoạt thiên địa tạo hóa đối kiếm đạo hiểu được cơ hồ siêu việt sở hữu kiếm tu đó là đơn thuần đối một cái đạo tắc lĩnh ngộ cùng tu vi không quan hệ nói như vậy nói đại nhân đã đứng ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh thánh nhân thánh tôn đối hắn mà nói chỉ là danh hào thôi, nếu đại nhân thật. Muốn mại hướng thần đạo, cũng không phải không có khả năng. Hồ Tiên Nhi hoàn toàn nghe dạy, Quảng Thành nói điên đảo nàng đối tu luyện con đường nhận tri, cũng làm nàng minh bạch tu sĩ quan trọng nhất chính là cái gì. Tu thiên hạ vạn đạo, lĩnh hội chư thiên pháp tắc, sau đó dùng để mài dũa chính mình con đường. Ở thiên phú kinh người hạ người trong mắt, có lẽ cảnh giới đối bọn họ mà nói thật sự chỉ là một cái danh hào thôi, tưởng bước qua đi, cũng chỉ cần tâm niệm vừa động, đã chịu quản thành dẫn dắt hồ tiên nhi cũng có điều ngộ đạo nàng bế quan y tiểu cũng đãi ở chính mình trong phòng cả ngày luyện kiếm thời gian lặng yên rồi biến mất đảo mắt một tháng thời gian liền như vậy háo đi ngày này quản thành lòng có sở cảm hắn ngẩng đầu hướng tới trời cao nhìn lại trong lòng đột nhiên chấn động ở kia hư vô mờ mịt tầng mây giang, có một đạo hắc y thiếu niên ngồi xếp bằng hư không minh tưởng ngộ đạo là tào ngụy hắn không ở tinh thần giới này một tháng đi nơi nào quản thành càng không rõ ràng lắm nhưng giờ này khắc này tào ngụy rốt cuộc hiện thân hắn liền ở trời cao xia, thân ảnh nhỏ bé, lại mang theo khủng bố hơi thở. Tào Ngụy hai mắt khép hờ, cả người đều ở vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, trước đoạn nhật tử hắn tiêu phí hơn phân nửa tháng thời gian nghiên cứu tam tài hoa quả nội khắc theo nét vẽ đại đạo dấu vết, cái này làm cho Tào Ngụy pha chịu dẫn dắt. Hắn vốn là bước lên kiếm đạo, lúc này cùng thiên địa cộng minh, cùng vạn đạo quy tắc cùng tồn tại, liền phản phất ngồi xếp bằng ở trên hư không trung cũng không phải một người, mà là nào đó đạo tắc, phát tắc. Rất nhiều người đều cao mày nhìn về phía Tào Ngụy, hắn hơi thở quá mức với huyền diệu, bản thân vô pháp cảm giác hơi thở, lại cùng đại đạo thân cận, khiến người kinh dị. Tào Ngụy toàn thân không minh, có đạo tắc theo kinh mạch ở khắp người lưu động, liền giống như linh lực giống nhau tự nhiên, này đó đạo tắc nhìn như dịu ngoan, lại cũng mang theo lãnh lẫm sát phạt chi khí, như kiếm phong lợi, đây là kiếm đạo quy tắc, Tào Ngụy sớm đã dung nói, giờ phút này ở hiểu được lúc trước kiếm đạo mang cho hắn cảm giác kỳ diệu. Tự hồ trong thiên địa phát tắc đều rõ ràng có thể thấy được, những cái đó minh khắc ở trên hư không, đại địa, trời cao, vạn sự vạn vật trung dấu vết nháy mắt sáng tỏ, tào ngụy mày nhăn lại, hắn hiện giờ trở thành chư thiên vạn đạo chi nhất, tuy rằng cảnh giới nhỏ yếu, cũng đã có thể làm được nhìn trộm thiên địa căn nguyên. Này thực đáng sợ, chỉ sợ từ xưa đến nay chỉ có tào ngụy một người. Quả nhiên, thực mau tào ngụy liền cảm thấy một cổ tim đập nhanh, khi lực lượng không có dấu vết để tìm, vô ảnh vô hình, nhưng giờ phút này tào ngụy lại rõ ràng cảm giác được, đó là một cổ địch ý. Một cổ không dung hắn tồn tại đi xuống ý chí. Tất cả trật tự thần liên đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chúng nó như trong thiên địa cành liễu giống nhau ở tàu ngụy quanh thân lưu động mỗi một cây trật tự thần liên đều có chư thiên vạn đạo quy tắc ngưng tụ mà thành nhưng tàu ngụy cảm giác đến này trong đó cô đơn thiếu kiếm đạo bởi vì tàu ngụy đó là kiếm đạo trật tự thần liên tản ra ôn hòa ánh sáng ở cùng tàu ngụy thân cận dần dần đến gần rồi tàu ngụy khi cổ cảm giác làm tàu ngụy toàn thân thoải mái nhịn không được tưởng nằm xuống ngủ đạo tắc ở cộng minh trật tự thần liên đạo tắc dẫn động tàu ngụy trong cơ thể kiếm đạo muốn lẫn nhau dung hợp vạn đạo cùng tồn tại biến thành trật tự thần liên thiếu một thứ cũng không được lúc này lại khuyết thiếu kiếm đạo pháp tắc lệnh tào ngụy thoải mái lẫn nhau thân hòa cảm làm tào ngụy thả lỏng xuống dưới nhưng phía dưới tu sĩ lại một đám thần sắc quái dị đó là ai ra sao tu vi như thế nào như vậy tuổi trẻ liền phải hóa nói quản thành sắc mặt khó coi hắn biết tào ngụy hóa thân kiếm đạo cũng không phải chuyện tốt hiện giờ xem ra quả thực như thế trong thiên địa ý chí chỉ cần một cái liền đủ rồi tào ngụy xuất hiện thế tất đánh vỡ cái này cân bằng chư thiên vạn đạo cộng minh muốn hóa rớt tào ngụy một thân tu vi làm hắn cả người tính cả kiếm đạo dung nhập này phiến thiên địa thật là kỳ quái vẫn là lần đầu tiên thấy vậy tuổi trẻ tu sĩ hóa nói phía dưới tu sĩ không nhiều lắm lại xem dị thường rõ ràng có người đồng tử hơi co lại nghi hoặc nói người này rất giống tào ngụy còn lại người khiếp sợ lấy ra ký ức thạch đối này lên này vừa thấy làm cho bọn họ tức khắc vui vẻ đâu chỉ là giống kia quả thực chính là một người tào ngụy muốn hóa nói ni ma cười chết ta ha 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 Trung Châu tái khởi phong ba, chọc đến một chúng thiên kiêu cười to không thôi, rất nhiều người xa xôi vạn dặm chạy tới tiểu Tây Vực, chính là vì một thấy Tào Ngụy Hóa nói, phong cảnh, loại sự tình này bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Có mau chết và thiên thần hóa nói đảo cũng là bình thường, bọn họ thọ nguyên không nhiều lắm vô pháp đột phá, thiên địa sẽ lấy đi tu sĩ từ nó nơi đó được đến tạo hóa, làm tu sĩ một thân tu vi quay về thiên địa. Nhưng giống Tào Ngụy loại này huyết khí phương cương thiếu niên hóa nói, bọn họ quả thực chính là chưa từng nghe thấy, mở rộng tầm mắt rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều tới, tuy rằng ngoài miệng kinh thường, nhưng rốt cuộc phát sinh ở Nam vực Tây vực sự đều không tính tiểu, hiện giờ Tào Ngụy sắp sửa hóa nói, tự nhiên đưa tới rất nhiều thiên kiêu vây xem. Chương 625, bật lửa hồn hỏa, thứ năm càng. Tào Ngụy bốn người tạm cư ở tiểu Tây vực một tòa tên là Dương Lang trong thành, lúc này hóa nói tin tức truyền đến, này tòa cỡ trung thành trì tức khắc chen đầy tu sĩ. Xem, là hỏa vô song. Một người một thân hồng bào nam tử đạp thiên mà đến, hắn hơi thở bức người, Quanh hơi thở sóng nhiệt cuồn cuộn, lệnh hư không vặn vẹo, cực độ đáng sợ. Hỏa vô song đứng ở dương lang thành trên không, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vân giang tàu ngụy, không cấm lộ ra cười lạnh. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, muốn chính mắt chứng kiến tàu ngụy quy về thiên địa. Ngoại tàu, ta không nhìn lầm đi. Khi con thuyền thượng kia mấy người vì sao như thế quen mắt, hơn nữa hơi thở như vậy khủng bố. Lại có tuyệt đại thiên kiêu buông xuống, bọn họ cùng nhau mà đến, đứng ở một con thuyền hoa lệ chiến thuyền thượng, nhìn xa trên bầu trời tàu ngụy mỗi người đều khóe miệng ngậm cười, tuy rằng cùng Tào Ngụy Tố không gặp mặt, nhưng khoảng thời gian trước Tàu Ngụy thanh danh quá lớn, làm cho bọn họ tâm sinh bất mãn. Đó là Quyền Vân, Lôi Nghĩa, còn có mặt khác mấy người ta không nhận biết, nhưng có thể cùng hai người bọn họ sống vai, đủ để thuyết minh một ít vấn đề. Chiến thuyền thượng đứng vô danh tuổi trẻ thiên kiêu, ba nam hai nữ, một cái so một cái ngạo khí, bọn họ đều là trung châu siêu cấp thế lực truyền nhân. Bọn họ cùng kiều sầm loại này tuổi trẻ tu sĩ chi gian chênh lệch, kém nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo không ngừng trung châu bản thổ tu sĩ, thiên kiêu, ngay cả khoảng thời gian trước từ Nam Vực, Tây Vực đã đến rất nhiều tu sĩ đều chạy đến Dương Lan Thành, bọn họ đối Tàu Ngụy nhận tri xa so này đó trung châu tu sĩ càng sâu, lúc này nghe nói Tàu Ngụy sắp sửa hóa nói, rất nhiều người đều khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Đạm Đài Nguyệt lẩm bẩm tự nói, trong mắt khó nén không thể tin tưởng quan mang, nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, Tàu Ngụy cùng trong thiên địa hơi thở quy về cùng nguyên, hắn liền phải tiêu tán với thiên địa, hóa nói. Giờ này khắc này, ngay cả vẫn luôn đối tào ngụy tâm sinh bất mãn ly nạc thiến đều thái độ đại biến trong lòng sinh ra bi thương chi ý nếu có lựa chọn nàng cũng không muốn nhìn đến cái này kết cục sơ tới trung châu liền bị người điều tra cái rõ ràng còn không có ra tay liền danh chấn thiên hạ chỉ tiếc trời xanh ghen ghét muốn thu đi hắn trời cao thượng tào ngụy khuôn mặt an tường đã tư thế đại biến hắn liền cùng nằm ở giữa sông giống nhau nằm ở trên hư không trung quanh thân không ngừng có pháp tắt ra vào những cái đó trật tự thần liên buông xuống ở tào ngụy bên cạnh người ở thân hòa tào ngụy muốn lẫn nhau dung hợp Nguyên lai like đây là chư thiên vạn đạo trời đất này quy tắc, tạo vật diễn biến, tu sĩ trăng nguyên. Tào Ngụy đáy lòng một mảnh không minh, hắn không phải không biết sắp sửa đã đến sự, hắn biết rõ một khi kiếm đạo cùng chư thiên vạn đạo về mà hợp nhất, chính mình khẳng định sẽ quy về thiên địa. Này đó là hóa nói. Nhưng Tào Ngụy cũng không sốt ruột, hắn còn ở hiểu được pháp tắc, ở ghen ghét thân hòa trạng thái hạ những cái đó trật tự thần liên vẫn chưa thương tổn Tào Ngụy, ngược lại là làm Tào Ngụy đối rất nhiều pháp tắc càng thêm hiểu biết. Nếu Tào Ngụy nguyện ý, hắn lập tức là có thể thoát khỏi trật tự thần liên bật lửa hồn phát hỏa chỉ là tào ngụy cũng không có làm như vậy bởi vì ở này đó pháp tắc trung tào ngụy mơ hồ cảm giác được một ít đồ vật như là nào đó to lớn ý chí mơ hồ không thể nắm lấy nhưng này cổ ý chí tự hồ liền tồn tại với trong thiên địa pháp tắc trung rất là huyền ảo đại nhân quảng thành một thử tất nứt tào ngụy thân thể đã nửa trong suốt lộ ra quần áo những cái đó tứ chi nội lưu động máu linh lực rõ ràng có thể thấy được hóa nói đã bắt đầu không thể vãn hồi rồi ha hả chung quy là thổ gà chó hoang, thượng không được mặt bàn. Tưởng lấy nhân đạo thánh tôn bật lửa hồn hỏa, quả thực si tâm vọng tưởng. Đầy trời khắp nơi đều là cười lạnh thanh, quản thành tức giận, hướng tới vừa mới nói chuyện người nọ nhìn lại, lạnh băng sát ý lệnh chung quanh tu sĩ cả kinh, hồ tiên nhi vội vàng tạp trụ quản thành, nhưng hiển nhiên, đây là vô dụng. Quản thành bay ra, một quyền anh ở kia con thuyền thượng, động một đỉnh thần uy hơn nửa cùng cuộn long khí, trực tiếp xé rách chiến thuyền, vô danh thiên kiêu từng người bay lên, lạnh lùng nhìn quản thành chớ có tự lầm. Lôi nghĩa mở miệng cảnh cáo, quản thành hơi thở làm hắn trong lòng một cấm, người này thực lực rất mạnh, phỏng chừng có thể nghiền áp tuyệt toàn cục độ một thần cảnh. Tự lầm ngươi tổ tông. Quảng thành mắng to, trực tiếp một quyền nện ở lôi nghĩa trên người, quanh phong hóa làm hình rồng, ngao du cửu thiên sông thẳng mà thượng, nháy mắt quanh bay lôi nghĩa. Lôi nghĩa ho ra máu, sát khí tràn ngập, hắn không nghĩ tới ở Trung Châu thế nhưng còn có người dám đối hắn ra tay. Thật sự cho rằng hắn lôi da dễ khi dễ. Hừ, Hư không một tiếng hừ lạnh khủng bố sóng âm truyền đến quảng thành sắc mặt đột nhiên đại biến bay nhanh rút về dừng ở hồ tiên nhi y tiểu bên cạnh người tam tài thần linh hôm nay bổn tọa tâm tình rất tốt tha thứ ngươi mạo phạm chi ý tùy ý một câu lại làm quảng thành trong cơn giận dữ người này căn bản làm lơ chính mình hắn cho rằng hắn ở cùng ai nói lời nói nhưng mà đúng lúc này quảng thành trong ốc lại đột nhiên vang lên kia đạo quen thuộc thanh âm tào ngụy ngữ khí bình đạm tự nhiên căn bản không giống như là ở hóa nói đừng lỗ mãng cái này làm cho Quảng thành tâm an hắn ngẩng đầu nhìn về phía tào ngụy cắt gao cầm nắm tay cũng là lúc tào ngụy tự nói tùy tay một xả rút ra quanh thân trật tự thần liên chợt ngồi xếp bằng dựng lên khủng bố hơi thở tự trong thân thể hắn bùng nổ mà ra nửa trong suốt thân thể lại lần nữa ngưng thật lên sao lại thế này rất nhiều người khó hiểu đã xảy ra cái gì ngay cả ẩn thân với hư không tên kia tam tài thần linh đều nhíu mày sao có thể sẽ xuất hiện hóa con đường trung phá vỡ cục diện liền tính là tam tài thần linh ở hóa con đường trung phải tiếng giai thiên thần cũng vô pháp ngăn cản cái này quá trình hóa nói là không thể nghịch nhưng này hai tràng liền phát sinh ở này đó người trong mắt tào ngụy tránh ra trực tự thần liên trong cơ thể huyết khí sôi trào linh lực bạo trướng đem hắn hơi thở đẩy hướng về phía nhân đạo đỉnh đột nhiên tào ngụy cái trán quan mang chợt lóe lưu ly nguyên anh phá thể mà ra chiếm cứ ở tào ngụy đỉnh đầu ba thước vị trí đó là cái gì nguyên anh bảy màu lưu ly nguyên anh sao lại thế này lưu ly nguyên anh hiện thế tất cả mọi người kinh tủng bọn họ có từng gặp qua như vậy sáng lạng nguyên anh tào ngụy cả người máu bắt đầu sôi trào linh hải rung chuyển có thần bí hơi thở hiện lên hóa thành đại đạo chi hỏa bám vào ở lưu ly nguyên anh phía trên nguyên anh lộ ra thống khổ chi sắc bị đại đạo chi hỏa bỏng cháy mơ hồ giang có không thuộc về tào ngụy hơi thở hiện lên càng thêm nùng liệt đó là thần đạo hơi thở t dương lan thành tu sĩ sắc mặt đại chấn hắn ở bật lửa hồn hỏa tưởng tiếng giai thần đạo lĩnh vực tất cả mọi người ngây dại, như thế nào hóa nói hóa hóa đột nhiên tiếng dai. Hơn nữa, tào ngụy là như thế nào khôi phục lại. Tại thế nhân nhận tri trung, hóa nói căn bản chính là không thể nghịch, đây là trời xanh ý chí, không thể ngổ nghịch. Đột nhiên, đại đạo chi hỏa bỗng nhiên bạo trướng, trực tiếp đem nguyên anh bao phủ. Mọi người nheo mắt, chứng kiến thần tích phát sinh. Từ tào ngụy tự thân ra đời mà ra đại đạo ngọn lửa toàn bộ dung nhập tới rồi nguyên anh bên trong, cái kia tiểu nhân bỗng nhiên mở ra cái miệng nhỏ, phun ra một ngụm trọc khí, hắn mở hai mắt, bảy màu lưu ly cục sáng bắn ra, có thần bí ngọn lửa ở hắn hai mắt chỗ sâu trong thiêu đốt. Bật lửa hồn hỏa. Chương 626, đưa tới ý trời diệt sát. Tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngẩn nhìn hơi thở đột nhiên đại biến tào ngụy, hắn nguyên anh ánh mắt khép mở gian có ngọn lửa thiêu đốt, hắn thành công bật lửa hồn hỏa, đến chứng thần đạo quả vị, trở thành một người tuổi trẻ thiên nguyên thần linh. Ngay cả quản thành đều ngây dại, tuy rằng hắn lý luận nói cho hắn tào ngụy có bảy thành trở lên khả năng bật lửa hồn hỏa, nhưng tận mắt nhìn thấy đến lúc đó vẫn như cũ chấn động không thôi. Đột nhiên, Quảng Thành như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tào Ngụy quanh thân phiêu đảng trật tự thần liên. Hóa nói không thể nghịch, lại bởi vì Tào Ngụy đột nhiên tiến giai thần đạo mà ngừng lại, hiện tại, kia cổ ý chí lại lần nữa buông xuống. Đại nhân, Quảng Thành lo lắng, đây là phát ra từ nội tâm quan tâm, tuy rằng Tào Ngụy hóa đạo ý vị hắn đem tự do, nhưng không biết vì sao, Quảng Thành một chút đều không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Ta không việc gì. Tào Ngụy truyền âm, thần sắc đạm nhiên, hết thảy đều ở hắn trong khống chế, hắn quan sát đại đạo dấu vết, thiết thân cảm thụ chư thiên pháp tắc, này đối Tào Ngụy rất có ích lợi. Bật lửa hồn hỏa, Tào Ngụy cảm giác cả người đều phản phất thăng hoa giống nhau, hắn không có lợi dụng ngoại lực ngọn lửa, mà là dựa vào đối đại đạo pháp tắc hiểu được, làm trong thân thể kiếm đạo quy tắc diễn biến thành đại đạo chi hỏa, bỗng cháy nguyên anh, bật lửa hồn hỏa. Nguyên anh quý vị, ngồi tràn linh đài, Tào Ngụy hơi thở bạo trướng, hắn toàn thân lục xác, này đó là thần đạo lực lượng, so với nhân đạo, cường mấy lần không ngừng. Hơn nữa tào ngụy bật lửa hồn hỏa phương thức đặc thù, không có mượn bất luận cái gì ngoại vật. Giống mặt khác thần linh ở bật lửa hồn hỏa khi cần thiết muốn lợi dụng ngoại vật thêm vào, cửu châu mười hoàng bọn họ bật lửa hồn hỏa đồ vật đó là thiên mệnh, tuy rằng đối thiên mệnh hiểu biết không nhiều lắm, nhưng tào ngụy biết đó là không thuộc về bọn họ đồ vật, liền chạy cường như hắc long tộc quảng thành, lúc trước cũng là mượn trong tộc bí hỏa. Giống tào ngụy như vậy tự thân sôi trào ra đại đạo chi hỏa, dùng để bật lửa hồn hỏa phương thức, không ai gặp qua, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Lúc này Tào Ngụy mới cảm giác được thần cảnh cường đại, vô luận là cỡ nào kinh người tu sĩ, chỉ cần hắn không bước qua này tuyến, hắn liền vĩnh viễn vô pháp chạm đến đến thần linh. Đây cũng là cửu châu mỗi cái thời đại đều có một người bao trùm một giới phía trên duyên cớ. Thần linh lực lượng quá cường đại, bằng không cũng sẽ không bị thế nhân trở thành thần. Này đã thoát ly nhân đạo phạm trù, Tào Ngụy hoàn toàn thăng hoa. Dương Lan bên trong thành một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại, Tào Ngụy sở dĩ có thể ở nam vực tây vực xông ra uy danh hết thảy đều là có nguyên nhân. Hắn thật là cái thiên tài. Trước cuộc có người phục, không hề thiệt hại tào ngụy, hắn là đánh đáy lòng bội phục. Nhưng mà, đến lúc này vẫn cứ có lỗi thời thanh âm truyền đến. Hừ. Vừa mới đặt chân thần đạo con kiến, chung quy sẽ tán thân hóa nói hạ, trở thành thiên địa chất dinh dưỡng thôi. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Dương lang thành tu sĩ lúc này mới nhìn về phía tào ngụy chung quanh hư không, nơi đó pháp tắc kích động, trật tự thần liên bay múa, đại đạo chi khí chảy xuôi, ở hướng tới tào ngụy tới gần, đúng rồi hóa nói không thể nghịch chuyển mặt hắn tào ngụy thiên tư kinh người cũng khó thoát ách nạn mọi người minh bạch lại đây tào ngụy tuy rằng từ thánh công vượt qua một cảnh đến thần đạo nhưng hắn vẫn là đến đối mặt thiên địa khiển trách lúc này đây không có đưa tới thiên kiếp lôi phạt mà là càng quỷ dị đáng sợ hóa nói có quy tắc ở hướng tới tào ngụy tới gần kia cổ làm tào ngụy quen thuộc ý chí hỗn loạn trong đó tào ngụy mày nhăn lại này ý chí không có lúc trước bình thản thế nhưng có sát khí lưu động này thiên đạo ý chí muốn mặc sát tào ngụy Hừ. Cái gì đầu trâu mặt ngựa, ta đột phá chân ngã, liền tính ngươi trời đất này, lại có thể làm khó dễ được ta. Tào Ngụy khí phách ra tiếng, ở không trung quanh quẩn, lệnh nhân tâm kinh, Tào Ngụy đây là ở khiêu khích trời xanh, khiêu khích thiên địa ý chí. Tạp sát. Quả nhiên, Tào Ngụy vừa dứt lời, những cái đó trật tự thần liên liền động, vô số lôi quang ở thần liên thượng nở rộ, muốn phách sát Tào Ngụy. Tào Ngụy không sợ, chỉ cho là thiên kiếp ứng đối. Hắn phi thân dựng lên, một quyền một chưởng oanh ra, có kiếm đạo pháp tắc kích động, dung nhập quyền ấn trưởng phong, thế nhưng có kiếm khí tràn ra. Khủng bố công phạt ở trời cao trình diễn, không có thiên kiếp, không có lôi vân, chỉ có cuốn quanh lôi quan trật tự thần liên. Dù cho như thế, Tào Ngụy cũng cảm thấy tim đập nhanh khủng bố lực lượng, có to lớn ý chí dung nhập tới rồi trật tự thần liên trung, đại thiên hành pháp. Đưa tới ý trời diệt sát, mà phi lôi kiếp, người này thiên phú thật sự như thế đáng sợ. Trong hư không tam tài thần linh lộ ra chân dung, nhìn không trung lẩm bẩm tự nói, nhưng thực mau, hắn sắc mặt đại biến. Tào Ngụy nơi kia chỗ không gian bắt đầu mông lung, thế nhưng có hỗn độn quang minh diệt, Tào Ngụy thân ảnh bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn bị cuốn vào hỗn độn bên trong, chỉ có trật tự thần liên ở kia phiến mơ hồ thiên địa triều sát. Ý trời ẩn tàng rồi Tào Ngụy chân dung, không cho thế nhân nhìn trộm. Cái này làm cho rất nhiều nhân tâm trung quá dị, sinh ra ghen ghét cảm giác, bọn họ trung rất nhiều người lúc trước cũng bật lửa quá hồn hỏa, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đưa tới thiên kiếp, có từng làm thiên địa như thế coi trọng. Bọn họ đáy lòng tự nhiên cùng Tào Ngụy tương đối lên, có lẽ luận thiên phú bọn họ cùng tào ngụy thật sự kém xa lắc nhưng bọn hắn không có khả năng cam tâm một đám chưa từng rời đi muốn nhìn đến tào ngụy bị ý trời diệt sát kia một màn quảng thành hồ tiên nhi y tiểu tam người lo lắng không thôi nhưng giờ phút này đã không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có tào ngụy dựa vượt qua trời cao thượng quan hoa ẩn hiện cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi kinh động trung châu chân chính đại nhân vật người này đặc thù ta nhìn không ra hắn khí cơ bị thiên cơ che đậy nghĩ đến không phải phàm nhân báo cho các ngươi đệ tử truyền nhân không cần cùng người này liên lụy quá sâu. Phong Phiêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở cổ trung bên, phía sau lập mười mấy danh thần đạo tu sĩ, cẩn thận cảm giác hạ, bọn họ thế nhưng tất cả đều là thuần một sắc tam tài thần linh. Thậm chí còn Lam Linh canh sẽ đám người, hơi thở mơ hồ còn ở trên đó. Đem hắn tiếp dẫn tới Viêm Hoàng. Một tòa cổ trong miếu, có người mở miệng, chân thật đáng tin. Rất nhiều thế lực đều động. Chúng ta trở về. Đột nhiên, một khắc danh tam tài thần linh từ hư không bước ra bắt lấy quyền vân biến mất không thấy, hắn vừa mới được đến thủy tổ truyền âm, thiên xà thánh địa không được cùng người này có bất luận cái gì liên lụy. Quyền vân vô ngữ, nhưng dẫn theo hắn người này là thánh địa lão tổ, đồng thời cũng là sư phó của hắn, nếu không phải quyền trời cao phú kinh người, hắn sư phó đều không muốn cùng hắn ra tới. ầm ầm ầm, Trời cao vang lớn, hư không chấn động, hỗn độn quang tan đi, trật tự thần liên ẩn lui, tên kia thiếu niên bại lộ tại thế nhân trong mắt. Hắn toàn thân quần áo rách nát, vết máu loang lổ, cả người đều là vết thương, có chút miệng vết thương thế nhưng lộ ra sâm sâm bạch cốt, cực đoan đáng sợ. T. Ý trời diệt sát hạ, Tào Ngụy còn sống. Cử thế chấn động. Quảng thành trường tùng một hơi, trực tiếp phi thân dựng lên, đem Tào Ngụy nâng dậy, liền ở hai người sắp sửa rời đi là lúc, trong hư không đột nhiên có một đạo cái khe hiện lên, có khủng bố hơi thở tràn ngập mà ra. Thật lớn chiến thuyền che trời, từ cái khe sử ra, thân khoác màu bạc áo giáp tay cầm lành lạnh trường thương tu sĩ đứng ở thuyền hai sườn, bọn họ đều là thiên nguyên thần cảnh có một người hoàng bào lão giả chậm rãi đi ra, hắn đôi tay phụ với phía sau, nhìn xa tàu ngụy. Chương 627, Viêm Hoàng Màu bạc chiến thuyền thượng hoàng bào lão giả hơi thở hùng hậu, hắn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào tàu ngụy, trong mắt có khác thường sáng trọi hiện lên. Tàu ngụy mày nhăn lại, mạnh mẽ xoay chuyển ý trời diệt sát sau thân thể hắn đã rách nát không thành bộ dáng, tên này lão giả hơi thở xa ở quảng thành phía trên, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngoại tàu Là Viêm Hoàng Dương Lan thành tu sĩ đều nghe dại, miệng thật lâu vô pháp khép kín, màu bạc chiến thuyền thượng ngọn lửa tiêu chí chính đại biểu cho Trung Châu nhất khủng bố cũng thần bí nhất thế lực Viêm Hoàng. Viêm Hoàng tung hoành Trung Châu vạn năm, từ xưa đến nay vẫn luôn sừng sững không ngã, thực lực sâu không lường được. Nghe nói sau lưng còn có thượng giới cổ xưa truyền thừa duy trì, làm Trung Châu rất nhiều thế lực đều sợ đầu sợ đuôi. Hiện giờ bọn họ đột nhiên buông xuống tiểu tây vực, tức khắc làm mọi người đáy lòng hoảng sợ. Này lại là xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng khoảng thời gian trước Viêm Hoàng vừa mới mang đi một người thần bí nữ tử nghe nói là đặc thù thể chất, hơn nữa lai lịch không rõ, hiện giờ xem này tư thế lại là vì tào ngụy mà đến. Lúc này tụ tập ở Dương Lan Thành Thiên Kiêu trừ bỏ quyền vân những người khác đều chưa rời đi, lúc này một đám đều cau mày, nhìn tên kia lão giả trong ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ. Người đó là Tào Ngụy. Hoàng bào lão giả ngữ điệu quá dị, nhìn chằm chằm Tào Ngụy ánh mắt lại mang theo một tia khinh thường. Bất quá là một người vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh cấp thấp thần linh, như vậy thiên tài hắn gặp qua. Nhưng là đương hắn hướng tới Tào Ngụy hạ bụng nhìn lại khi, nơi đó thế nhưng đột nhiên xuất hiện ra một mặt kim quang, che đậy hắn tầm nhìn, hoàng bào lão giả mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng, tam tài thần cảnh hồn lực hướng tới tàu ngụy ngạch quốc tìm kiếm, muốn xâm lấn tàu ngụy linh đài. Nhưng mà cũng chính là này một cái chớp mắt, ngồi xếp bằng ở tàu ngụy linh đài bảy màu nguyên anh đột nhiên mở hai mắt, mắt trái đỏ đậm có lục đạo phù chuyển động, mắt phải kim quang có nhẹ nhẹ chỉ vàng ở trong mắt mấp máy, hai người cộng minh, thế nhưng diễn biến ra một đạo cuốn quanh pháp tắc trật tự màn hào quang, lệnh hoàng bào lão giả hồn lực vô pháp đi tới mảy may hoàng bào lão giả trong lòng đại chấn, một người thiên nguyên thần cảnh vì sao sẽ có như vậy thủ đoạn. Hắn căn bản thấy không rõ tàu ngụy linh đài, nơi đó có thần bí trật tự tồn tại, vô pháp nhìn thấu. Người này trên người có đại bí mật. Hoàng bào lão giả hai mắt khiếp lại, lộ ra nguy hiểm quan mang. Bổng tọa nãy viêm hoàng người cấp hộ pháp, hôm nay may mắn nhìn đến tiểu hữu thiên tư, tưởng thỉnh ngươi tới ta viêm hoàng ngồi xuống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vì này khiếp sợ, này tàu ngụy đến tục cùng là cái gì thân phận, thế nhưng kinh động viêm hoàng người cấp hộ pháp tương mời. Liền tính là Trung Châu so tào ngụy tu vi càng cao tu sĩ đều không có như thế thù vinh, quá làm người kinh ngạc. Trên bầu trời các cốc thiên kiêu ở nghe được những lời này khi lại nhịn không được khóe miệng dương lên, lộ ra tươi cười. Tàu ngụy đáy lòng cười lạnh, đạm mặt nói, tiền bối hảo ý tào mổ tâm lĩnh, có duyên gặp lại. tào ngụy cự tuyệt. Ta ri. Ngư bức. Này chỉ sợ là cái thứ nhất cự tuyệt viêm hoàng người đi. Chật chật chật. tào ngụy thần thức kinh người, tự nhiên nghe được phía dưới tu sĩ nghị luận, lập tức khiếp mắt nhìn về phía hoàng bào lão giả, quả nhiên, người nọ thái độ đại biến, ánh mắt lãnh lẫm. Không biết tốt xấu. Hôm nay ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Hoàng bào lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn nhận được mệnh lệnh là vô điều kiện mang về tàu ngụy, hiện giờ mềm không được chỉ có thể mạnh bạo. Tam tài thần cảnh tu vi phóng nhãn toàn bộ tiểu tây vực chỉ sợ đều là vô địch, trảo lấy một người thiên nguyên thần cảnh quả thực dễ như trở bàn tay. Hoàng bào lão giả trực tiếp xem nhẹ quảng thành, ở hắn xem ra độ một cảnh cùng thiên nguyên cảnh không có gì khác nhau một con thổ hoàng sắc bàn tay to mở ra bay thẳng đến tàu ngụy bốn người nơi vị trí bao phủ mà xuống tàu ngụy tâm thần vừa động đem quản thành ba người mạnh mẽ kéo vào tinh thần giới theo sau lòng bàn chân kim mang chợt lóe nháy mắt biến mất không thấy hoàng bào lão giả khóe mắt nhảy dựng hắn ở vừa tới nơi này thời điểm liền tỏa định tàu ngụy hơi thở nhưng giờ phút này tàu ngụy lại hư không tiêu thất biến mất lão bất tử ngươi nha đầu óc có phao làm ta đi theo ngươi ta phải đi theo ngươi ngươi có phải hay không có bệnh? Hoàng bào lão giả phía sau vỡ ra một đạo khe hở, chỉ thấy một đạo khủng bố lôi quan tạc hạ, theo Tào Ngụy vừa dứt lời, trực tiếp ở hoàng bào lão giả bối thân nổ tung. Đây là Tào Ngụy bắt giữ thiên giai lôi đình luyện hóa thần phạt, quy lực theo Tào Ngụy bước vào thần đạo cũng tăng cường không ít, tuy rằng vô pháp trọng thương tam tài thần linh, nhưng làm hắn lột hai tầng da vẫn là có thể làm được. Lôi quan tạc khởi, trực tiếp tách nát hoàng bào lão giả trường bào, hắn quần áo rách nát, sau lưng một cái nắm tay đại lốc xoáy hắc động máu chảy đầm đìa, mặt trên còn có máu nhỏ giọt. a, à. tiểu bối tìm chết. hoàng bào lão giả nháy mắt xoay người, bay thẳng đến tàu ngụy phía trước vị trí một trưởng bổ tới, nhưng lại thất bại. nơi đó căn bản không có tàu ngụy bóng dáng. dương lang thành người nghe dại, trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. vừa mới đã xảy ra cái gì? tàu ngụy đem viêm hoàng người cấp hộ pháp bối cấp tạc xuất huyết. t, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, liền viêm hoàng người đều dám đánh. hơn nữa vẫn là thân phận cao quý hộ pháp có người mộng bức, Tào Ngụy Phong cách hành sự có chút lệnh người nắm lấy không ra, nhưng đánh viêm hoàng chuyện này, Trung Châu tu sĩ còn chưa từng nghĩ tới, bởi vì căn bản không dám. Lúc này cũng có người vuốt cầm lẩm bẩm tự nói, nghi hoặc nói, nói là Tào Ngụy từ Nam vực đi ra, hơn nữa vẫn là Nam đoạn quanh thân, muốn ta nói hắn còn không phải cái lăng đầu thanh, thiết khờ khảo đi. Hắn có phải hay không không nghe nói qua viêm hoàng, không biết viêm hoàng đại biểu chính là cái gì. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều phản ứng lại đây, đều nói Tào Ngụy đi đến nơi nào chọc tới nơi nào, mặc kệ mạnh yếu chỉ cần chọc hắn liền không cái hảo kết quả, như thế xem ra, thật đúng là ngé con mới sinh không sợ cọp, chứng thực lăng đầu thanh danh hào. Chung quanh nghị luận thay nhau nổi lên, hoàng bào lão giả sắc mặt âm trầm, tào ngụy ở vừa mới đánh ra một kích sau lại không thấy, cái này làm cho hắn lại tức lại bực, hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt hắn chính là đem viêm hoàng mặt cấp ném hết. Không gian hát động tào ngụy nghe được đám người nghị luận, lập tức minh bạch lại đây, xem ra này viêm hoàng ở Trung Châu địa vị cực không bình thường. Hơn nữa Tào Ngụy kéo trọng thương thân thể công kích Hoàng Bào lão giả, cũng bất quá là vì thử một chút hiện giờ thần pháp lực sát thương, nhìn Hoàng Bào lão giả máu chảy đầm đìa phía sau lưng, Tào Ngụy nhịn không được gật gật đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tào Ngụy sờ soạn cầm trầm tư thật lâu sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, đem thằng nhãi này bắt lại chẳng phải sẽ biết trung châu thế cục sao? Lúc trước Tào Ngụy cũng từng xem qua ly phó bản đồ, căn bản không gì dùng, hiện giờ chỉ có thể bắt người. Hắc hắc hắc. Không trung đột nhiên vang lên Tào Ngụy tiếng cười, nhịn không được làm người nổi lên một thân nổi da gà, thanh âm này như thế nào nghe đều không giống như là người đứng đắn phát ra tới. Quả nhiên, liền ở hoàng bào lão giả cảnh giác vạn phần thời khắc chú ý phía sau hư không khi, trước mặt hắn không gian lại đột nhiên một trận vạn vẹo, theo sau một con thiêu đốt màu đen ngọn lửa bàn tay to dò ra, đón đầu chính là một cái tác. Chương 628, treo chọc. Bang một tiếng giòn vang từ trên cao truyền đến, Tàu ngụy lại lần nữa lùi về bàn tay, rất có thú vị nhìn chầm chầm sửng sốt hoàng bào lão giả giờ phút này hắn má trái thượng một đạo năm ngón tay trưởng ấn càng thêm rõ ràng. Bên trong thành tu sĩ đều ngây dại, đường đường tam tài thần linh thế nhưng bị cái thiên nguyên tu sĩ như thế trêu chọc, mấu chốt là hoàng bào lão giả còn lấy tàu ngụy không có biện pháp. Vài tên thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ liếc nhau, cảm thấy lại vây xem đi xuống khả năng phải bị viêm hoàng tên này hộ pháp diệt khẩu, bọn họ lần lượt đạp không mà đi, chỉ còn lại có dương lan thành bản địa tu sĩ còn ở hứng thú bừng bừng ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời đang ở trình diễn sự thật ở là đổi mới bọn họ đối viêm hoàng nhận tri, rất nhiều người sống hơn phân nửa đời, còn chưa từng gặp qua viêm hoàng tu sĩ, càng đừng nói nhìn đến bọn họ ăn mệt. Nhưng một chút, nhưng một chút, vừa mới xào tốt mới mẻ hạt dưa, một cân một khối linh thạch. Không biết khi nào, một người che mặt tu sĩ đẩy một cái giá để hàng đi vào đầu đường, giá để hàng thượng rậm rạp nơi nơi đều là hạt dưa linh tinh, ăn vặt, cái này làm cho rất nhiều người có chút hết chỗ nói rồi, bất quá bọn họ cũng rảnh rỗi không có việc gì, sôi nổi mua lên, người biệt mặt sinh ý nháy mắt hỏa bạo, trên kệ để hàng hạt dưa không có hắn lại từ túi trữ vật móc ra, cái này làm cho những cái đó, khách hàng, cũng tâm sinh thỏa mãn. Mà ở đầu đường hẻm nhỏ trong một góc, một người người bán trong đánh bạo nam tử bị người bó dừng tay chân tắt dừng miệng ba, lúc này nhìn đến như thế người biệt mặt sinh ý như thế hỏa bạo khi trực tiếp kích động hướng tới đầu đường mất máy đi. Người biệt mặt lộ ra một ngụm hảo nha, không biết từ nơi nào dọn ra một trương ghế bành nằm xuống, tuyên bố nói, các vị hảo ăn sống, hạt dưa quản đủ, chủ yếu là xem diễn cũng không thể làm nhìn, các vị nói có phải hay không? Có đạo lý, vị này huynh đài thật sự thiện giải nhân ý, ta nói như thế nào cảm giác thiếu chút cái gì, nguyên lai là hạt dưa. Này hạt dưa mùi hương mười phần, thủ pháp độc đáo A. À? Lấy tới xem diễn vừa lúc bất quá. Cho ta lại đến một cân. Im cũng giống nhau. Đừng tể đừng tể, có rất nhiều, hiện tại ta tuyên bố, lão khách hàng không cần linh thạch. Che mặt tu sĩ nhịn xuống không cười, đáy lòng không cấm đối tàu ngụy dơ ngón tay cái lên, hết thảy đều là tàu ngụy sai sử hắn làm, người biệt mặt đúng là Quảng Thành. Không bao lâu, toàn bộ Dương Lan Thành đều yên tĩnh vô cùng, chỉ có thanh thúy cắn hạt dưa thanh. a à. Hoàng bào lão giả khí mặt bộ run rẩy này Dương Lan Thành tu sĩ có phải hay không có bệnh, xem diễn liền xem diễn, còn mẹ nó ăn đi lên, này không phải thành tâm tưởng tức chết hắn. Hắn duỗi tay hướng tới Quảng Thành chụp tới, tưởng trước giết một người răng đe cảnh cáo. Nhưng mà hắn vừa mới móc ra bàn tay to, phía sau không gian lại lần nữa vỡ ra, một đạo kiếm mang mang theo kinh thiên sát khí cấp tốc bắn ra, hoàng bào lão giả sắc mặt đột nhiên đại biến này đạo kiếm mang lăng liệt đến cực điểm ở giữa mang đi đại đạo pháp tắc cực đoan khủng bố liền tính hắn là tam tài thần linh cũng không dám dùng thân thể làm cứng hoàng bào lão giả xoay người một trưởng đánh ra không khí đình trệ không gian vặn vẹo thổ hoàng sắc trưởng ấn thẳng đấu kiếm mang rốt cuộc đem chi hoàn toàn ma diệt chiến thuyền thượng mười mấy danh tu sĩ mày nhăn lại đầy mặt khó có thể tin hoàng bào lão giả đây là động chân hỏa tào ngụy ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch cùng viêm hoàng là địch hoàng bào lão giả trong lòng có điểm hỏng mất rõ ràng tự thân thực lực xa cao hơn tào ngụy nhưng tào ngụy lại không biết dùng cái gì bí thuật che giấu tự thân hơi thở hắn thế nhưng tìm không ra tới hảo đánh hảo xuất sắc có quản thành đi đầu trong thành tu sĩ cũng bắt đầu dương oai viêm hoàng tuy rằng cường đại lại cũng không dám chọc đến nhiều người tức giận hoàng bào lão giả khí cả người run rẩy rồi lại không thể nề hà cũng có một thân bản lĩnh lại không chỗ phát tiết khí sát hắn cũng không gian hắc động tào ngụy vẻ mặt trầm tư khi nguyên cảnh cùng tam tài cảnh trên lệch quá lớn, nếu chính diện đánh nhau hắn căn bản không có khả năng là lão nhân này đối thủ, Tào Ngụy một ít công pháp bí thuật tuy rằng có thể thương đến đây người, nhưng căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra thần đạo sinh linh đích xác so nhân đạo cường đại quá nhiều, ta lúc này thực lực chỉ sợ chỉ có thể cùng độ một cảnh tu sĩ đánh giá, hôm nào đến tìm Yêu Long luyện luyện tập. Tào Ngụy một bên tự nói một bên quan sát đến Hoàng bào lão giả, thằng nhãi này đã bị quản thành làm đến cảm xúc có chút hỏng mất liền tính viêm hoàng là trung châu siêu cấp thế lực cũng không dám mạo thiên hạ đại sơ xuất đi tru sát dương lan thành tu sĩ còn nữa nói tòa thành này nhân thân phân phức tạp làm không hảo liền chọc tới đại nhân vật hoàng bào lão giả càng thêm phẫn nộ cảm xúc càng không ổn định hắn đã bị tào ngụy lay động chân hỏa giờ phút này khí đầy trời loạn oanh nhưng tào ngụy chính là không ra tào ngụy có loại đừng trốn ra tới cùng ta một trận chiến phía dưới bên trong thành tu sĩ bị hoàng bào lão giả những lời này chọc cười người tốt xấu đường đường tam tài thần cảnh còn gọi huyên náo cùng người vừa mới bước vào thần cảnh tu sĩ chính diện một mình đấu. Quả nhiên, thực mau tào ngụy thanh âm liền từ hư không truyền đến. Ngươi cái ngốc mũ, ta lại không bệnh, ra tới chịu chết a. À. Ha ha ha. Bên trong thành tu sĩ tức khắc nhịn không được phá lên cười, tào ngụy như vậy treo cực viêm hoàng tu sĩ chọc đến bọn họ trong lòng vui sướng không thôi, không nói đến tào ngụy tương lai vận mệnh như thế nào, liền hiện tại vẫn là rất sản. Giận a. À. Hoàng bào lão giả hoàn toàn hỏng mất, hắn một phen mặt già đã không địa phương gác, hắn tóc căng căng dựng thẳng lên tuyên bố muốn đem tàu ngụy nghiền xương thành tro nhưng đáng tiếc chính là hắn liền tàu ngụy bóng dáng đều nhìn không tới qua 15 phút hoàng bào lão giả vẫn như cũ ở vào cái loại này bạo tổ trạng thái hơi thở cực không ổn định ngay cả màu bạc chiến thuyền đều rời xa ba phần sợ bị lan đến gần không gian hắc động nội tàu ngụy hai mắt hiếp lại thời cơ tới rồi tàu ngụy thân ảnh nháy mắt biến mất lại lần nữa xuất hiện khi đã là ở hoàng bào lão giả phụ cận hắn vừa thấy đến tàu ngụy tức khắc trong cơn giận dữ nhưng mà tào ngụy lại đột nhiên mở miệng nói ngươi xem ta trong ánh mắt có cái gì hoàng bào lão giả theo bản năng nhìn về phía tào ngụy mắt trái khi lục đạo luôn chuyển ấn ký nháy mắt đem hắn lực chú ý hấp thu đi vào hắn một lát thất thần chợt toàn thân thấu lạnh nháy mắt bừng tỉnh hắn không biết đã xảy ra cái gì nhưng chính là vừa mới trong nháy mắt hắn đường đường ba lần thần linh thế nhưng thất thần tào ngụy ngươi này yêu nhân tà vật hôm nay lão phu liền làm thịt ngươi hoàng bào lão giả căn bản không chú ý tới nơi này đã không phải dương lan thành trên không tào ngụy liền đứng ở hắn cách đó không xa trong hư không lại cho hắn một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác nói cái gì mê sản tào ngụy cười lạnh một tiếng chợt duỗi tay hướng tới hoàng bào lão giả bỗng nhiên ấn đi phong chi trận trấn áp một trận kim quan đột nhiên từ mặt đất sáng lên theo sau một đạo khủng bố đại trận trống rỗng xuất hiện ở hoàng bào lão giả đỉnh đầu trực tiếp đem này trấn áp đi xuống từng cây cánh tay phẩm chất trực tự xiềng xích từ hư không bắn ra đem hoàng bào lão giả chặt chẽ bó trụ nửa phần không được nhúc nhích ngươi đến tột cùng là người nào? Thẳng đến lúc này hoàng bào lão giả mới ý thức được chính mình đã tới rồi ván sắt, cũng nhận thức đến tào ngụy kinh thiên thủ đoạn, những cái đó khóa chặt hắn xiền xích đều là từ thiên địa quy tắc diễn biến mà thành, hắn đáy lòng kinh tủng, tào ngụy rốt cuộc là cái gì thân phận, sẽ có như vậy thông thiên thủ đoạn. Chương 629, Cô Tịch Vạn Tái, Đệ Tứ Càng Đồng thời, hoàng bào lão giả cũng vì chính mình lo lắng lên, hắn cùng tào ngụy không oán không thù, tào ngụy vì sao trảo hắn. Ngươi trước tiên ở nơi này hảo sinh tỉnh lại, ngày nào đó lại đến thu thập ngươi. Tào Ngụy khóe miệng ngậm cười, rời đi khi mắt trái trung quan mang chợt hiện lên, hoàng bào lão giả căn bản không có phát hiện, hắn nơi phong chi trận đã hoàn toàn lâm vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Dương Lan Thành đột nhiên an tĩnh xuống dưới, vẫn luôn tránh né không ra Tào Ngụy chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, theo sau một đạo hồng mang hiện lên, hắn cùng hoàng bào lão giả thân ảnh liền đều biến mất không thấy. Ngay cả hơi thở đều biến mất. Màu bạc trên chiến trường thiên nguyên cảnh tu sĩ mày nhăn lại, vừa định đi ra xét một phen, lại nghe tới rồi một trận dị thường thê thảm tiếng kêu. a, à. Lão tặc, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đến nỗi như thế đãi ta. Hừ! Tào Ngụy đúng không, ta hôm nay liền phải lột da của ngươi ra, trừ ngươi gân, lại đem ngươi băm uy yêu thú. Dừng tay a, à. a, à. Thê thảm tiếng kêu đột nhiên im bặt, dưới bầu trời một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được trục trục đầu, khô càng nói, xong rồi, này Tào Ngụy chơi xảy ra chuyện đem chính mình đáp đi vào, này hạt dưa ta còn là không cắn. Có người hậm hực nói, ha hả, lưu lưu. Vừa mới từ hư không truyền ra tới tiếng kêu thật sự là làm cho bọn họ sởn tóc gáy, hiển nhiên là hoàng bào lão giả động nóng tính, bất kể thân phận muốn đem tàu ngụy ra tấn đến chết, dưới loại tình huống này bọn họ cũng không dám lại kiêu ngạo. Đám người tan đi, bên trong thành khôi phục dĩ vãng trật tự, ngay cả bán hạt dưa quảng thành đều thở dài một tiếng, tiếc núi nói, phỏng chừng quá không được mấy ngày trung tâm khu vực liền sẽ truyền đến tàu ngụy tin dữ, này hạt dưa ta cũng không dám bán. Nói xong liền biến mất ở trong đám người. Chúng ta cũng có đi. Màu bạc chiến thuyền có người nhỏ giọng nói. Chính là hộ pháp. Hộ pháp bị người làm nhục, khẳng định trên mặt không ánh sáng, chúng ta vẫn là hồi bản bộ chờ hắn đi. Những người khác đều tán đồng, màu bạc chiến thuyền khởi động, trực tiếp phá vỡ mà vào hư không, biến mất không thấy. Thực mau, Tào Ngụy bị yêu hoàng hoàng bào hộ pháp nghiền xương thành cho tin tức lan truyền nhanh chóng, chọc đến rất nhiều người kịp mũi coi thường. Chính mình tìm đường chết, trách không được ai. Thiên kiêu ngã xuống, quả thật nhân sinh đại sự, đương uống rượu chúc mừng. Tinh thần giới nội, Tào Ngụy ngồi xếp bằng ở phong chi trận nơi xa khôi phục thương thế, tuyệt cường thể chất làm Tào Ngụy khôi phục cực nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy cái canh giờ, Tào Ngụy trên người vết thương là được vô tung tích, cái này làm cho một bên quản thành trong lòng thất kinh, lại lần nữa đối Tào Ngụy lau mắt mà nhìn. Đại nhân, thằng nhãi này sao lại thế này? Hoàng bào lão giả ở phong chi trận nội buồn bực không vui, từ lúc bắt đầu nghi hoặc thận trọng đến sau lại khẩn trương nôn nóng, lại đến đây khắc sợ hãi tuyệt vọng mặt bộ biểu tình xuất sắc làm quản thành tò mò không thôi. Chính ngươi xem bái. Tào Ngụy ngón tay một chút, một đạo quần sáng chợt xuất hiện, bên trong thế nhưng cũng là hoàng bào lão giả. Hắn hiện giờ ở vạn đồng thần mắt ảo cảnh nội, đây là hắn trải qua sự. Quản thành trong lòng cả kinh, nhìn kỹ đi. Quần sáng nội hoàng bào lão giả vẫn luôn không nhúc nhích, nhưng hắn thân thể lại đã xảy ra đáng sợ biến hóa, đó là thời gian năm tháng dấu vết, cái này ảo cảnh nhanh hơn hắn già cả tốc độ, hơn nữa vẫn là vô số lần gia tăng. Ngắn ngủn mấy phút chi gian, hoàng bào lão giả liền đã là đầy đầu đầu bạc trong cơ thể huyết khí khô cạn tinh khí trôi đi lão ngồi đều ngồi không yên hắn nằm trên mặt đất vẫn đục con ngươi tuyệt vọng vô cùng hắn ở nhân thế gian ký ức đã mơ hồ vô pháp thấy rõ hắn đã quên mất cùng người nói chuyện với nhau cảm giác hắn thậm chí không biết nên nói như thế nào lời nói cô độc tịch mịch quá xong rồi cả đời bên cạnh một cái vật còn sống đều không có chỉ có tàu ngụy hạn chế một phương đất trống ở hoàng bào lão giả ảo cảnh nội hắn đã qua tiếp cận một vạn tái hơn nữa hắn bản thân liền hai hơn tuổi lúc này hắn đã là thọ nguyên vô nhiều. Cô độc thế giới làm hắn quên mất thân phận của hắn, tên của hắn, ngay cả hắn có thể tu luyện đều quên mất. Ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, vẫn luôn đều dừng lại một cái hình ảnh. Đó chính là xoay người rời đi trước tàu ngụy, cùng hắn lưu lại câu nói kia. Hảo sinh tỉnh lại, ngày nào đó lại đến thu thập ngươi. Hoàng bào lão giả như thế nào có thể nghĩ đến, tàu ngụy trong miệng, ngày nào đó, thế nhưng như thế lâu. Hắn liền tàu ngụy tên đều đã quên. Ta là ai ta vì sao tại đây ngươi lại là ai? hoàng bào lão giả ngã trên mặt đất ý thức bắt đầu mơ hồ chợt lâm vào một mảnh hắc ám chết già tu sĩ thần hồn sẽ cùng thân thể cùng suy kiệt trừ bỏ khí huyết hao hết thân thể hoàng bào lão giả cái gì đều không có lưu lại phong chi trận nội hoàng bào lão giả ngã xuống ở trên người hắn có vô số mảnh nhỏ bay ra đó là hắn dĩ vãng ký ức tào ngụy cẩn thận đọc trong mắt nghi hoặc lần lượt biến mất đột nhiên tào ngụy trong mắt kinh mang tất lộ bắt lấy một cái mảnh nhỏ một bộ hình ảnh ở tào ngụy trong đầu hiện lên đó là một viên toàn thân rực rỡ lung linh thần bí tiên thụ, toàn thân bất quá một người cao, nhưng rồi lại thần bí phù ở cành lá thân cây gian chấp động, này viên thụ từ hư không rơi xuống, định ở nam đoạn đại địa thượng, thần bí cổ xưa hơi thở kinh động ở nam đoạn một người hoàng bào tu sĩ, xem bộ dáng thế nhưng đúng là bị tào ngụy chọc tới người này. Hoàng bào lão giả vẫn luôn đem tiên thụ mang ở trên người, ngày đêm đều ở cân nhắc, ngày đó ban đêm, trên bầu trời có lanh lãnh sao trời, mà liền vào giờ phút này, tiên thụ đột nhiên nở rộ ra mỏng manh quang mang, một đạo mơ hồ nữ tử hình dáng tự thân cây hiện lên làm hoàng bào lão giả hoảng sợ thất sắc nhưng tào ngụy lại ngây dại kia đạo nhân ảnh hắn lại quen thuộc bất quá người kia là tào ngụy trên thế giới này tiếp xúc đến đệ nhất danh nữ tử cũng là cho đến ngày nay hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử lã lướt tào ngụy trong mắt hiện lên một mặt hy vọng tiếp tục nhìn đi xuống hoàng bào mang đi tiên thụ về tới một tòa cực kỳ thần bí trong đại điện sau đó đem này giao cho một người toàn thân khóa lại áo đen nội tu sĩ thánh chủ ta cống hiến tiên thụ một viên, nguyện ngài thánh thể an khang. Khổng vân duyên đúng không? Thực hảo, này cây ta thực thích, từ nay về sau ngươi chính là yêu hoàng người tấp hộ pháp. Khổng vân duyên tiếp được lệnh bài, kích động vạn phần rời khỏi tới đại điện. Oanh! Tào ngụy bóp nát mảnh nhỏ, trong mắt hiện lên kỳ dị sắc thái, lệnh bên cạnh quảng thành rất là giật mình, hắn nhận thức tào ngụy cũng không ngắn, nhưng hắn có từng gặp qua tào ngụy như vậy thất thố. Đại nhân ngài! Quảng thành lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến tà ngụy một chưởng chụp ở khổng vân duyên trên người khi tầng bao phủ ở trên người hắn lực lượng đột nhiên biến mất ở hắn mới vừa mở mắt ra một cái chớp mắt cửu thiên xích long tự Tàu ngụy mắt trái bay ra hóa thành kỳ ấn khóa ở khổng vân duyên thần hồn phía trên ngươi là vừa mới thức tỉnh khổng vân duyên còn đắm chìm ở năm tháng vô tình trung trong lúc nhất thời thế nhưng không nhận ra Tàu ngụy tỉnh lại Tàu ngụy một tiếng quát lạnh khổng vân duyên toàn thân một cái giật mình nháy mắt bừng tỉnh tào ngụy ảo cảnh trung ký ức nháy mắt biến mất khổng vân duyên hơi thở cũng táo bạo lên nhìn đến tàu ngụy hận không thể đem tàu ngụy cấp sinh lột sống nuốt chương 630, Tất đi viêm hoàng lý do thứ năm càng hỗn trướng chuyện tới hiện giờ còn dám lỗ mãn Tàu ngụy tâm thần vừa động khóa ở khổng vân duyên thần hồn thượng phạn ma cửu long ấn đột nhiên nở rộ khủng bố quan mang trực tiếp khuynh nhập thần hồn muốn đem hắn ma diệt rớt tử vong uy hiếp làm khổng vân duyên thần thái đại biến hắn căn bản không biết đã xảy ra cái gì nhưng liền trước mắt xem ra Tào Ngụy tự hồ chỉ cần một ý niệm là có thể làm hắn hồn phi phách tán. Một cái đáng sợ ý tưởng chợt hiện lên. Ngươi cho ta hạ cấm chế. Tào Ngụy lãnh lẫm mặt nhìn lại, lúc này Tào Ngụy không có công pháp cùng Khổng Vân duyên bậy bạ. Ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, cái thứ nhất, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Cái thứ hai, nghe theo mệnh lệnh của ta, trở thành ta nô bộc. Si tâm vọng a. Khổng Vân duyên vừa định phản kháng, thần hồn truyền đến hủy diệt hơi thở làm hắn toàn thân lạnh băng, hắn lúc này mới tin trong lòng cái kia ý niệm tào ngụy muốn giết hắn thật sự chỉ cần một ý niệm hắn cũng không dám nửa lỗ mãn cùng tử vong so sánh với hắn càng nguyện ý trở thành nô bột tuy rằng tào ngụy hủy diệt hắn đang ở ảo cảnh ký ức nhưng tử vong khi cái loại này hắc ám vô lực hắn không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai chủ nhân chủ nhân ta biết sai rồi đừng giết ta một bên quản thành xem cái tráng ứa ra mồ hôi lạnh đương tào ngụy thi triển ra phạn ma cửu long ấn thời điểm hắn liền đoán được kết cục nhưng quản thành trăm triệu không nghĩ tới phạn ma cửu long ấn đối hồn thể khắc chế như thế khủng bố ngươi từ nam đoạn tìm tới kia viên thụ hiện giờ ở phương nào khổng vân duyên cũng không có nghĩ đến tào ngụy thế nhưng sẽ hỏi cái này vấn đề nhưng đồng thời hắn cũng ý thức được tào ngụy đã đối hắn tiến hành quá sư hồn vô pháp nói dối chính như chủ nhân chứng kiến ta đã đem nó đưa cho viêm hoàng thánh chủ đến nỗi hiện giờ đi nơi nào ta cũng không thế nào rõ ràng tào ngụy thở vào một hơi bình phục cảm xúc sau nhàn nhạt nói các ngươi viêm hoàng thánh chủ ra sao tu vi một bên quảng thành cũng rất có thú vị nhìn lại đây khổng vân duyên vội vàng nói yếu nhất cũng là thiên thần cảnh quảng thành cả kinh không cấm nhíu mày cái này viêm hoàng xem ra đích xác có điểm cường đại thiên thần cảnh thánh chủ dưới tòa còn có khổng vân duyên như vậy tam tài cảnh hộ pháp phải biết rằng một người tam tài cảnh hộ pháp cũng đã cũng đủ cường đại rồi liền tính là trung châu khu vực này cũng có thể nghiền áp tám phần trở lên tu sĩ viêm hoàng thực lực như thế nào thế lực lại như thế nào đây cũng là tào ngụy quan tâm vấn đề khổng vân duyên không dám hàm hồ nói, chia làm hộ vệ, hộ pháp, hộ vương ba cái cấp bậc, viêm hoàng tổng cộng có được một vạn danh hộ vệ, hộ vệ thấp nhất tu vi thiên nguyên cảnh, tối cao độ một đỉnh. Hộ pháp phân ba cái trình tự, cộng 30 người, từ quần áo nhan sắc phân chia cấp bậc mạnh yếu, từ dưới lên trên phân biệt là hoàng bào, ngân bào, kim bào, tu vi thấp nhất tam tài cảnh, tối cao tam tài đỉnh. Đến nỗi hộ vương, ta cũng không có gặp qua, ngay cả lần trước thánh chủ ngày sinh bọn họ cũng không ra tới, nghe nói cũng là thiên thần cảnh. T quản thành nhịn không được hít hà một hơi như vậy đội hình thực sự khủng bố cũng khó trách những cái đó tự cho mình siêu phàm thiên kiêu ở nhìn đến viêm hoàng tu sĩ khi như thế cẩn thận bọn họ đích xác có lệnh người sợ hãi thực lực viêm hoàng khủng bố thực lực cũng là làm tào ngụy đáy lòng trầm xuống xem ra muốn tìm được tiên linh thụ không phải một việc đơn giản ngươi thần hồn nội có một đạo ta linh hồn ấn ký ngươi về trước viêm hoàng đối ngoại thả ra ta đã tàn phế tin tức sau đó tiếp tục làm ngươi hộ pháp không cần hành động thiếu suy nghĩ tào ngụy lạnh lùng nói nếu ngươi dám phản bội ta khi kết cục ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng thuận tiện nói một câu ta chú ấn bí thuật liền tính là thiên thần cảnh tu sĩ cũng không nhất định giải đến khai nếu bởi vì chuyện này làm ngươi bạch bạch đắc thượng tánh mạng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi tào ngụy bổ sung nói vừa nghe đến tào ngụy muốn thả chính mình khổng vân duyên như trút được gánh nặng trực tiếp khấu tạ đa tạ chủ nhân nhân từ hư không vỡ ra tào ngụy trực tiếp đem khổng vân duyên ném ra tinh thần giới hắn vừa xuất hiện ở dương lan thành trên không liền trốn vào hư không hướng tới nhà mình địa bàn đuổi đi thực mau, Khổng Vân Duyên liền thấy được màu bạc chiến thuyền, hắn thay đổi một thân quần áo, sửa sang lại một phen sau trực tiếp nhảy đi lên, hai sườn hộ vệ nhìn đến Khổng Vân Duyên tức khắc trong lòng thẳng nhảy, cùng kêu lên nói, hộ pháp đại nhân. Hồi tông. Một người hộ vệ nhỏ giọng nói, đại nhân, kia tàu ngụy đâu? Hừ. Lão tử đem hắn phế đi. Phía trên trách tội xuống dưới có ta đỉnh. Còn lại hộ vệ đều là trong lòng lột bột một chút, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, viêm hoàng hộ pháp quả thực một cái sau một cái tính tình đại xem ra ngày sau đến hảo hảo xem sắc mặt, không thể nói lung tung. Tinh thần giới nội, Tào Ngụy gắt gao cầm nắm tay, ngược lại đối Quảng thành nói, Mỹ tộc liền ở tiểu Tây Vực, ngươi hẳn là biết cái này gia tộc tình huống đi. Đã cùng Hồ Tiên Nhi hiểu biết qua, ở Trung Châu Mỹ tộc chỉ là cái tam lưu gia tộc, nếu không phải mấy năm gần đây đột nhiên cuộc khởi tên kia thiên tài, chỉ sợ Mỹ tộc sẽ vẫn luôn không người chú ý, chính là bọn họ tộc trưởng Hồ Am cũng bất quá vừa mới đến tam tài thần cảnh, còn lại độ một tu sĩ cũng không mấy cái. Quảng Thành nói, bọn họ hẳn là sẽ không từ bỏ hồ tiên nhi nghe nói hồ anh đã tiếp cận độn một cảnh đây là mỹ tộc từ trước tới nay nhất có thiên phú một người tu sĩ nếu hắn có hồ tiên nhi cái này lô đỉnh tương lai có lẽ có khả năng đột phá tam tài cảnh tào ngụy gật gật đầu nói tam tài hoa quả cho ngươi mấy ngày nay bế quan đột phá đến tam tài cảnh ta lại kêu lên lão thần vượng trực tiếp cùng bọn họ nói rõ ràng nếu bọn họ không phục liền đánh tới bọn họ phục quảng thành vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận tam tài hoa quả đáy lòng kích động vạn phần bởi vì tam tài hoa quả nội khắc theo nét vẽ đạo tắc duyên cớ, dùng trái cây tiếng giai tam tài căn bản sẽ không đưa tới thiên kiếp, đây cũng là thần vượng là tam tài chỉ là nghe đồn mà không người tin tưởng duyên cớ. Đồng thời, Quảng Thành cũng tò mò nói, kỳ thật ta một người là đủ rồi, còn muốn làm phiền lão thần vượng sao? Cẩn thận một ít cũng hảo, hai người nói các ngươi tốc độ hẳn là sẽ mau một ít. Tào Ngụy chỉ nghĩ chạy nhanh đi trước trung tâm khu vực, nghĩ cách làm đến tiên linh thụ rơi xuống. Quảng Thành nhìn ra Tào Ngụy trong lòng có việc, không cấm có chút lo lắng nói, đại nhân, ngươi sẽ không muốn đi viêm hoàng tìm việc đi. Ngươi lại đã biết. Tào Ngụy lắc đầu nói, ta có không thể không đi viêm hoàng lý do. Tào Ngụy thở dài một tiếng, nói, ta không thể lại mất đi nàng. Quảng Thành đáy lòng nghi hoặc, nhưng đối Tào Ngụy hắn từ trước đến nay duy mệnh là từ quán, lập tức gật đầu nói, ta đây liền đi bế quan đánh sâu vào tam tài thần cảnh. Chậm đã. Tào Ngụy một phen tạp trụ Quảng Thành, thân ảnh vừa động liền xuất hiện ở không gian hắc động nội, Tào Ngụy nói, nơi này có thể trợ ngươi càng mau khống chế không gian pháp tắc quản thành cảm kích cực cực đầu đại tào ngụy sau khi rời đi lúc này mới ngồi xếp bằng ở trên hư không trung hắn nhìn mắt tam tài hoa quả không hề do dự trực tiếp một nguồn nuốt đi xuống hoa quả nhập khẩu nháy mắt hóa thành dòng nước ấm dung nhập quản thành thân thể ngay cả linh hồn của hắn đều được đến tẩm bổ quản thành hơi thở trở nên cực đoan cường thịnh khi đạo bình cảnh công cùng xiềng xích cũng đúng hẹn tới